Tất cả chúng ta đều đã trải qua rất nhiều tình huống ngượng ngùng. Không biết những tình huống đó sẽ như thế nào nếu sự xui xẻo là một người thật. Mọi người đều gặp phải những tình huống trong video này. Chúng mình đang tập thể dục trong bầu không khí thoải mái, tự nhiên, cho đến khi nhân vật chính xuất hiện. Ồ, mình bị mất tập trung. Chuyến picnic của cặp đôi hạnh phúc này có vẻ rất thư giãn, làm cho thiên đường của họ hấp dẫn hơn nào. Nhắm vào đây anh bạn. Cú đá hoàn hảo. Quay chậm lại đoạn đó nào. Đây là cơ hội hoàn hảo để xem tin nhắn qua nấy. Tiếp tục đi người đẹp. Tất cả đều biết buổi sáng là lúc chúng ta thường gặp phải rắc rối nhất. Bạn sao vậy? Bóp mạnh hơn đi. Xem những người không giỏi đổ xe là hình thức giải trí yêu thích của mình. Nào, đi tiếp đi, còn nhiều chỗ lắm, tiếp đi. Tiếp đi, lại gần chút nữa, đừng ngại. Được rồi, hoàn hảo. Tính toán chính xác chắc chắn sẽ giúp bạn thành công. Những người nổi tiếng luôn cập nhật thông tin cho những người theo dõi họ. Vâng, bức ảnh tự sướng thứ 301 này chắc chắn sẽ được 1 triệu like. Và mình sẽ giúp bạn. Thật tuyệt khi được xem video từ kênh YouTube yêu thích của bạn sau ngày làm việc mệt mỏi. Điều này thật nhàm chán anh bạn à. Chơi trò đi tìm điều khiển bị mất đi, được không anh bạn? Thank you.
Các cô gái đừng bao giờ vội vàng trong khi trang điểm. Nếu không thì bạn sẽ trượt tay và làm hỏng hết lớp trang điểm đấy. Còn gì tuyệt hơn việc cùng bạn bè ăn bánh mì kẹp thịt trên vỉ nướng? Mình nghĩ anh đầu bếp đã quá tập trung vào cuộc trò chuyện rồi. Bộ phim lãng mạn này thực sự làm rung động trái tim của họ. Họ đang phát điên lên vì đam mê. Mình có ý này. Chúng mình đang thiếu khán giả. Chào em yêu, cởi giày của anh ra trước đi. Có lẽ bạn sẽ không đánh giá đàn ông qua lỗ thủng trên vớ của họ đâu ha. Con gái không nên xách nặng như vậy. Hãy để mình giúp bạn. Bây giờ cánh tay của cô ấy có thể tự do cho những cái ôm rồi. Chiếc ghế bập bênh và cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng gần như ru ngủ chàng trai trẻ này. Nhưng cậu ấy sẽ có thêm một cuộc phiêu lưu nhỏ trước khi ngủ. Bắt đầu ngày làm việc là lúc làm việc hiệu quả nhất. Xử lý dự án mới đây nào. Cách tiếp cận tốt nhất với nữ doanh nhân bí hiểm này là gì ta? Mình nghĩ mình đã tìm thấy điểm yếu của cô ấy. Cuộn tai nghe gọn gàng sẽ tiết kiệm thời gian và năng lượng khi bạn cần dùng đến. Hoặc có thể không. Đi dạo vui vẻ nha. Sao có thể như vậy chứ? Cánh cửa đóng sầm đột ngột là sự tra tấn đối với một ngôi sao tự tin, lạnh lùng này. Và bây giờ cùng xem những khoảnh khắc buồn cười và thất bại thực sự khi chúng mình quay video này nha. Bạn có thích những phát họa ngớ ngẩn của chúng mình về sự xui xẻo không? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết bạn đã gặp phải tình huống khó xử nào. Và đừng quên đập tan nút đăng ký, like video này và bấm vào chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ WaMotion nha.